Vipex dự đoán cùng thể thao văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với trận đấu giữa AC Milan và Juventus ở vòng bảng Serie A. Zlatan Ibrahimovic trở lại cùng với sự tỏa sáng đều đặn của cặp Rebic và Calhanoglu đã giúp cho AC Milan mang hình ảnh hoàn toàn mới kể từ khi trở lại. Họ chơi tấn công nhanh hơn, đa dạng hơn và biết chắc chiêu cơ hội hơn. Mà chiến thắng trước Lazio đã cho thấy AC Milan thật sự nguy hiểm với Juventus vào lúc này. Với Juventus, việc cả Ronaldo và Dybala cùng tỏa sáng là tin vui lớn nhất với huấn luyện viên Sarri. Hai ngôi sao này đã cho thấy sự ăn ý và khả năng bùng nổ khi chơi cạnh nhau có thể giúp bảo đảm rằng Turin vượt qua mọi thách thức tốt như thế nào. Dù cho trận gặp của chủ nhà AC Milan là không dễ như chiến thắng trước Torino ở vòng đấu trước, nhưng Juventus không khó để bảo vệ ngôi đầu bảng Serie A và họ đã lật chiến với 75 điểm. Bây giờ chúng ta cùng đến với lực lượng của hai đội. Chấn thương của Castillejo là tổn thất lớn với AC Milan ở thời điểm này, nhưng họ đã chào đón sự trở lại của Ibrahimovic và chiến thắng trước Lazio cho thấy họ có thể vượt qua được nỗi nhớ Castillejo để chơi song phẳng với Juventus, trong khi Musacchio và Duarte không thể ra sân ở trận này. Cơn bão chấn thương đã lấy đi Chiellini, Alessandro, Samekerira hay là Siglio của Juventus. Nhưng chiều sâu đội hình đã giúp Juventus có nhiều lựa chọn tốt để bù đắp những tổn thất này và những chiến thắng liên tục gần đây đã cho thấy điều đó. Phong độ của cả AC Milan và Juventus trước khi bước vào trận đấu này đều khá ổn định với sự tỏa sáng đặc biệt của các tiền đạo. Cùng với đó, các trận đối đầu giữa hai đội đều diễn ra khá cân bằng. Tuy nhiên, Juventus vẫn nghỉ ngang về đẳng cấp và chất lượng đội hình nên họ có tới 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Bây giờ chúng ta đến với tỷ lệ của trận đấu. Nếu có điều gì khác biệt lớn nhất giữa hai đội chính là bản lĩnh của những ngôi sao như Ronaldo hay Dybala, những người có thể tạo ra sự khác biệt và có thể kết thúc trận đấu ở những thời điểm quyết định. Dù cho các tiền đạo của đội chủ nhà như Ibrahimovic cũng có nhiều kinh nghiệm không kém, nhưng đẳng cấp và khả năng sáng tạo khác biệt lại không so được với đối thủ. Vì thế, lựa chọn Juventus an toàn hơn cho người chơi. Chúng ta đến với tỷ lệ tài xỉu của trận đấu. So với trận hòa 0-0 ở cúp quốc gia Italia cách đây không lâu, thì cả AC Milan và Juventus đã cho thấy sự bùng nổ trên hàng công. Các chân sút của hai đội được ghi bàn đều đặn sau mỗi trận đấu. Không trận nào họ không ghi được từ 2 bàn trở lên, và điều đó cho thấy đây có thể sẽ là trận đấu sôi nổi để bàn thắng. Và trọng tài này là hợp lý nhất cho trận đấu này. Và dự đoán của thể thao văn hóa là AC Milan, Juventus 1-2 nghiêng về phía đội khách. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.